Mic ok, camera ok, râu ok, tóc ok. Hey hey, khỏe không tất cả anh em, Dũng sân bài đây. Và chào mừng anh em đến với cái tựa game tên là 2023. Và cái tựa game này nó khá là dài các bác ạ. Và nó mất đến tận 12 tháng thì nó mới end được. Đấy. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu cái tựa game thì tôi xin phép được giới thiệu cái nhà tài trợ của cái video ngày hôm nay. Đó chính là Dũng Senpai. Một trong những cái kênh YouTube đã là tuổi thơ của rất là nhiều anh em phải không? Mà khoan, cái nhà tài trợ của chuỗi này không hề đưa cho tôi một cái xu nào tiền quảng cáo nên là không phải khen, ok? Kênh Dũng Senpai giống như là một cái nhà hàng với các món game kinh dị, game sinh tồn, đặc sản uy tín lực từ rất là lâu đời rồi. Cùng với đó, kênh còn chơi rất là nhiều cái tựa game từ tất cả các thể loại game khác nhau, hài hước có, hành động có, gì cũng có hết luôn. Ngoài ra còn có các nội dung ngoài lề khác như là reaction video kinh dị, bạn cười bạn thua vân vân, là những cái nội dung mà khiến cái kênh này nó suýt bị YouTube phạt nhiều lần mất miễn kênh các bác ạ. Nên là những nội dung này không còn xuất hiện nhiều trên kênh nữa. Kênh Dũng Senpai thường ra video theo lịch của âm phủ, nên là không biết cái đường nào mà lần cả nên anh em không cần phải để ý thời gian thôi, cứ có video là xem thôi. Và vài ngày tới kênh Dũng Senpai sẽ được YouTube tặng cho chức năng đặc quyền những người anh em. Ôi, những người anh em ai cũng có thể đăng ký ủng hộ kênh này chỉ với 20k. Càng nhiều người đăng ký thì cha nội chú kênh càng phải có trách nhiệm ra cái nhiều video hơn để đáp lại kỳ vọng của những người anh em ấy. Và nếu anh em là hội viên càng lâu năm thì sẽ nhận được huy hiệu càng cao, từ bậc vàng lên tới tận bậc thách đấu, chỉ dành cho những anh em nào thực sự là đẳng cấp. Và tựa game 2023 bắt đầu thôi.